Còn bây giờ thưa quý vị, chúng ta cùng dành thời lượng tiếp theo để đến với chuyên mục khách mời hôm nay. Nhân vật của khách mời ngày hôm nay là một người rất đặc biệt thưa quý vị, bởi vì thích đọc sách và đam mê sưu tầm sách, bác sĩ Nguyễn Duy Long công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Giờ đây đã trở thành một trong những nhà sưu tầm sách có tiếng trên vùng đất này. Và sau nhiều năm âm thầm cất công tìm kiếm và kỳ công lưu giữ, bằng tình yêu sách, bác sĩ Nguyễn Duy Long đã tạo dựng một không gian sách riêng cho mình từ thú chơi sách khi mà sở hữu trong tay hàng chục ngàn đầu sách từ cổ chí kim. Có một điều thú vị là ngoài sưu tầm sách thì vị bác sĩ này còn xuất bản sách, viết về tình yêu sách và văn hóa đọc sách cũng như là một đam mê bất tận. Và người bác sĩ đặc biệt này sẽ là khách mời của chương trình Việt Nam Ngày Mới hôm nay. Không gian trưng bày sách của bác sĩ Nguyễn Duy Long. Dù là một bác sĩ nhưng tình yêu sách lúc nào cũng mãnh liệt trong ông. Thừa hưởng tình yêu sách của thân phụ, nhà thơ Khắc Minh, bác sĩ Long đã sớm nặng lòng gắn bó với sách từ thuở bé, để rồi về sau ông bén duyên với thú chơi sách. Hơn 33 năm qua, ông đã kỳ công sưu tầm, lưu giữ, trân quý, nâng niu từng cuốn sách như nâng niu chính tâm hồn mình. Đi công tác, đi làm việc, hễ mỗi lần mà có cái dịp đi đâu á, thì điều đầu tiên mà ảnh đến những cái thành phố đó là ảnh đều quan tâm đến các cái hiệu sách, các cái nhà sách, thậm chí là các cái vỉa hè mà bán sách cũ, và cứ rất là đam mê và cứ tìm kiếm. Mỗi lần như vậy là kỷ niệm của mỗi nơi đến là những cái thùng sách mang về. Gần 20.000 đầu sách được bác sĩ Nguyễn Duy Long sưu tầm. Trong đó có nhiều cuốn sách có giá trị khi lưu giữ được cả thủ bút của chính các tác giả. Bộ sưu tập sách của ông trở thành kho tư liệu quý cho nhiều người tìm đến để tìm kiếm tư liệu trong một thế giới sách đặc biệt và rất riêng của bác sĩ Long. Những cái quyển nào mà thuộc cái loại mà quý hiếm khó tìm, nếu mình muốn tham khảo là đến bác sĩ Lam. Ngoài cái việc mà bác sĩ Lam có nguồn tư liệu phong phú như vậy, thì bác sĩ Lam còn có kinh nghiệm viết lách cho nên cũng tư vấn cho anh em được rất nhiều vấn đề. Đặc biệt cái thú mà mê sách thì bác sĩ Lam phải nói là người nổi trội nhất. Sở hữu được một cuốn sách quý là cả một kỳ công, một tâm huyết, và trên hết là tình yêu dành cho sách của bác sĩ Long. Ông say sưa với sách, đau đáu đi tìm những cuốn sách dù cũ dù mới để bổ sung thêm vào bộ sưu tập sách của mình. Vâng, xin chào bác sĩ Nguyễn Duy Long. Xin chào phóng viên Minh Huy và khán giả của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chúng tôi rất là bất ngờ khi mà thấy trong cái kho tàng sưu tập sách của ông là sưu tập rất nhiều sách. Như vậy thì xin hỏi ông rằng là cơ duyên từ đâu mà ông lại tìm đến với sách, và ông đã dành rất nhiều thời gian cũng như là tâm huyết để tìm kiếm góp nhặt đưa vào trong bộ sưu tập của mình. Ngay từ cái thế nhỏ, chúng tôi tích chút không thấy sách vở, thì đến bây giờ có thể người đó được cái duyên ngầm để cho mình đến với sách. Khi ra trường á, khoảng những năm 90 á, bắt đầu đi làm việc á, thì mình ban đầu mình có ý định là đi sưu tập tư liệu để phục vụ cho công việc viết lách sau này. Tư liệu mà mặc dù mình học ở Nhây nhưng mà rất là mê mấy cái lịch sử văn hóa, và nhất là giữ ở cái vùng đất Quảng Ngãi, là liên quan đến vùng đất Quảng Ngãi, là bắt đầu sưu tập và dần dần sưu tập nó nhiều lên rồi á, thì mình mới gặp được cái thú chơi sách. Thưa ông, thì có đến gần 20.000 đầu sách đang được ông sưu tầm và đưa vào trong khu vực trưng bày sách của mình. Như vậy thì ông có thể kể đôi chút về hành trình của mình trong cái việc mà đi tìm kiếm và góp nhặt đưa vào trong bộ sưu tập sách của mình ạ. Cái hành trình đó thì cái giai đoạn đầu tiên á, hành trình nó tìm kiếm nó cũng rất là cũng đơn giản, nó dễ dàng, chứ không phải là nó là hành trình mình làm. Lúc đó mình ở Sài Gòn, mà ở Sài Gòn thì sách vở hầu á, nó người ta gọi là thời hoàng kim của sách cũ. Sách cũ ở ngoài nó rất các tiệm sách cũ ở ngoài nó rất là nhiều, ví dụ trên đường Nguyễn Thị Minh Tha là nổi tiếng, một những cuốn sách là cao giá nhất, còn những cái chủ cần đi về luôn là sách này nó hấp giá hơn. Hoặc Trần Nhân Tông bây giờ thì mẫu nó giống như chia phân cấp người mua ra sao, thì hầu thì cũng dễ. Từ sau tới năm khoảng năm 2010 á, nó có một cái diễn đàn sách xưa, thì mình tìm sách qua cái diễn đàn đó, cái nguồn số một người đồng hồ bên đây họ bán mình tiền, thì cái đó cái giai đoạn hai giai đoạn là đáng chú ý nhất của mình. Còn bình thường hàng ngày tôi mà ngoài đi công tác thì mình cũng ra phía Hà Nội rồi mình cũng tìm. Nhà văn hóa Vương Hồng Xển từng ví von, chơi sách là thú chơi phong lưu nhất
trong mọi thú chơi. Cũng chính vì thú chơi đầy đam mê ấy mà bác sĩ Nguyễn Duy Long luôn nặng lòng với sách. Để rồi ông xuất bản hai cuốn sách tâm đắc của đời mình để nói về niềm đam mê sách và văn hóa đọc sách. Là người nặng lòng với sách, tôi say sưa với những giai thoại nửa tin, nửa ngờ về lai lịch quyển sách nào đó. Một cuốn sách lặng lẽ trên kệ sách bắt đầu một hành trình đa trương tìm đến người quý chuộng mà nặng mối nhân duyên. Là người có chút duyên hàng mặt, tôi thầm hiểu quan niệm của người xưa về chuyện chữ nghĩa, rằng phải có duyên mới viết được một cuốn sách. Chính nhờ chữ duyên ấy mà niềm đam mê sách cho đến tận hôm nay vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Bác sĩ Nguyễn Duy Long đã viết trong cuốn sách nói về thú chơi sách của mình với tựa đề Về chốn thư hiên. Khi nói về chuyện đọc sách, bác sĩ Nguyễn Duy Long luôn quan niệm đọc sách càng phải nghiêm nghị hơn cả chuyện chơi sách. Thưa ông, thì trong cuốn sách được ông xuất bản vào năm 2013 có tựa là Về chốn thư hiên thì có một câu nói rằng là một cuốn sách nằm lặng lẽ trên kệ bắt đầu một hành trình đo trung đi tìm kiếm người quý chuộng để mà nặn mối nhân duyên. Như vậy thì ông có thể nói thêm về điều này không? Qua một cuốn sách người ta sẽ tìm như thế cách nấu trưa và lai, người sau đạt là hiểu người trước. Cũng là cái đó cũng là một mối nhân duyên. Mối nhân duyên ra nữa cũng là cái câu này của một học giả thời cổ đại biết là một cuốn sách nó đều có cái số phận riêng của nó. Và nếu mà chúng ta giao sách đi tìm những cuốn sách thì chúng ta thấy rất nhiều cái số phận nó thể hiện nó còn lưu và út tích. Trong vòng 33 năm thực hiện hành trình sưu tầm sách của mình thì được biết thì ông cũng đã xuất bản cả những cuốn sách nói về văn hóa đọc sách. Như vậy thì với ông thì ông quan niệm rằng là vai trò của đọc sách giúp gì cho cuộc sống của con người và việc đọc sách sẽ giúp gì cho công việc của mỗi người chúng ta? Cái văn hóa đọc thì đã có nhiều tác giả đã nói đến rồi, nhưng mà tôi nghĩ là đọc sách đó, tức là nếu một người không mê sách nhưng mà cái công việc chuyên môn hàng ngày chúng ta đều cũng phải đọc sách, chú ý làm công việc sẽ tốt hơn nếu mà nó có mức độ nhất. Còn đọc sách để bầu giữ tâm hồn. Như vậy thì thưa ông, là ông nghĩ gì về văn hóa đọc trong giới trẻ hiện nay và làm thế nào để việc đọc sách trở thành một nét văn hóa thường ngày của người Việt ạ? Hiện nay thì đúng ở cái giới trẻ, mà nói giới trẻ thì cái văn hóa đọc sách thì nó cũng nó không được khả quan cho lắm. Và muốn giờ có cái văn hóa đọc sách đó thì trước hết mình phải có thói quen đọc sách. Và cái thói quen này cái yếu tố quan trọng nhất đó là nhà trường và xã hội phải đầu, nhà trường và gia đình phải đầu từ cái lúc còn nhỏ. Ở đây mình có thói quen đều dần dần mới tới đam mê. Thưa ông, thì trong thời gian tới thì ông có tiếp tục thực hiện cái việc sưu tầm sách của mình, và ông có những dự tính gì cho cái kho sách hiện tại mà ông đang sưu tầm hiện nay ạ? Thì giờ mình đang tập trung vào viết một cuốn từ điển chuyên ngành hành của y học. Thì sau đó thì sang thì giúp điện sang cái cuốn sách này rồi mình sẽ trở lại với hai cái chủ đề mà rất là yêu thích, đó lịch sử văn hóa quan ngã. Ở đây có một số đồng nghiệp những người viết sách họ cần tài liệu gì tới mình sẵn sàng mình chia sẻ cho không có gì việc cắt giữ cho riêng mình. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Duy Long đã nhận lời mời tham gia chương trình khách mời hôm nay của Truyền hình Quốc học Việt Nam, cũng như là có cuộc trao đổi rất thú vị xoay quanh câu chuyện về sách. Dạ, cảm ơn phóng viên Minh Huy và chương trình, và cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình. Xin được cảm ơn ông. Và đến đây thì chương trình khách mời hôm nay cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo của Truyền hình Quốc học Việt Nam.